Dạ, Kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em thực hiện một video ở khu vực giáp ranh của thành phố Từ Sơn và thành gọi là thành phố Hà Nội anh chị. Ở đây em đang có mặt ở khu Sencha, khu đô thị Sencha Riverside của bên thành phố Từ Sơn anh chị. Đó, chạy cái đường này là qua là thành phố Hà Nội nè anh chị, giáp ranh với thành phố Hà Nội. Thì cung đường này cũng rất là nhỏ anh chị. Đó, xe chạy cũng khá là tấp nập nhưng mà nhỏ xíu, nhỏ xíu mà xe phải chờ nè anh chị. Đó, chạy một đoạn đường để anh chị nhìn ngắm nha. Đó, bước qua là cái đây là địa phận Hà Nội nè anh chị. Đó, địa phận Hà Nội, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Dạng như cái vùng ven của Hà Nội anh chị, để gửi đến anh chị một khung cảnh thôn quê của thủ đô Hà Nội nha anh chị. Đó, cung đường này nhỏ mà xe chạy rất là tấp nập ha, giống như kiểu giao thương giữa hai thành phố Hà Nội và thành phố Từ Sơn ở Bắc Ninh đó anh chị. Khung cảnh ở ngoài đây rất là thôn quê ha. Vùng quê, cánh đồng quê ở thủ đô Hà Nội nè anh chị. Xe chạy giao thương cũng tấp nập ha. Kế bên là con kênh. Đó, kế bên là con kênh. Xe ô tô, xe tải chạy cũng rất là nhộn nhịp. Đó, dạng như vùng ven Hà Nội á, giống như kiểu Củ Chi ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó anh chị. Cũng đường nhỏ mà chạy xe quá ha. Giao thương nhộn nhịp ha. Lúc này là 3:40 buổi chiều anh chị, trời cũng còn khá là nắng. Nhưng mà video rất là đẹp nhưng mà trời nắng lắm. Xe tải, xe ô tô chạy rất là nhộn nhịp ha. Ở đây đất nông nghiệp, đa phần là đất nông nghiệp không à. Ít thấy nhà ha, nhà thưa thớt ha. Gửi đến cô chú anh chị nha, một cái vùng nông thôn ở thủ đô Hà Nội. Đây là cổng, cái cổng, mấy cái cổng ngăn nước ha, bơm nước rồi á, bơm nước tưới tiêu ở khu vực vùng ven thủ đô anh chị. Ở đây cũng trồng cây cảnh nè, hoa giấy ha, trồng hoa giấy nè. Đường cũng rất là hẹp thôi. Chúng ta sẽ rẽ phải vào đường Phù Đổng nha anh chị. Rẽ phải vào đường Phù Đổng. Hai đường vô Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng anh chị. Lâu dạo bước vùng quê tại giáp ranh ở tỉnh Bắc Ninh và thủ đô Hà Nội. Ngoài đây là đất nông nghiệp ha. Ở ngoài đây trồng cây cảnh, hoa giấy, trồng ở khu vực này là hoa giấy, có mấy vườn hoa giấy Phù Đổng, hoa giấy rất là nhiều ha. Ở đây là thủ phủ hoa giấy hay sao, ở xã Phù Đổng anh chị, trồng hoa giấy, hai bên bờ kênh trồng hoa giấy quá trời hết ta, đúng không? Đó, hai bên đường trồng hoa giấy, trồng hoa giấy để bán ha, hoa giấy mà họ làm thành cây kiểng anh chị. Cái cảnh ở đây trồng kiểng rất là nhiều. Đây là dạng như là vùng đất để ôm cây, chăm sóc cây cảnh của thủ đô Hà Nội á, các vườn cây cảnh luôn ở xã Phù Đổng anh chị.
cảnh làng quê tại thủ đô nha. Đường ngoài đây còn đường xấu lắm chị ha. Đường ngoài đây xe giao thương nhiều, đường xấu, xe tải chạy nhiều, giao thương giữa hai thành phố, thành phố Từ Sơn ở Bắc Ninh và thủ đô. Chúng ta rẽ vào ngõ nha, cái ngõ 99 nha anh chị, ngõ 99. Đó, một khung cảnh làng quê, cảnh làng quê nha. Khung cảnh làng quê ở thủ đô nè anh chị. Yên bình quá ha. Khung cảnh làng quê yên bình. Lúc này là 3:45 chiều. Dốc cao vậy, nhà cửa vùng quê, dốc cao ha, đường nhỏ quá anh chị, đường vừa chiếc ô tô chạy luôn, vừa chiếc ô tô, gọi là đường DT270 anh chị, DT270, đường cao quá, nhà dưới, đường này cao ha, cái dốc lên cái cao giống như cái đê, ha. Xe chạy kẹt xe kìa, xe đậu nó xuống dốc nè, xuống dốc qua cái giao lộ. Đây là huyện Gia Lâm anh chị, đây là huyện Gia Lâm, qua cái hầm luôn nè, hầm chui dân sinh số 5, chui dân sinh số 5 anh chị, chui dân sinh số 5, qua cái hầm luôn. Xe kẹt xe luôn kìa, ngoài cái hầm kẹt xe luôn, vô Hà Nội thấy xe đông rồi đó. Ở đây là huyện Gia Lâm nha, Hà Nội nha anh chị. Đó, vùng ven ha. Ven thủ đô. Rồi là lại quốc lộ. Là lại quốc lộ nha anh chị. Đó, qua lại quốc lộ 1 rồi. Quốc lộ 1A nha. Qua lại quốc lộ 1A, ở đây cách thành phố Hà Nội 15 km anh chị, dạng vùng ven ha. Đó, đây là cung đường thông thương, cung đường huyết mạch của đất nước anh chị. Đó, ở trên là cách trung tâm Hà Nội 15 km. Đó, cung đường thông thương tại quốc lộ 1A tại khu vực miền Bắc anh chị, gửi đến cô chú anh chị tình hình xe cộ thông thương vào lúc 3:45 buổi chiều.
tại quốc lộ 1A đường hướng về từ huyện Gia Lâm về thủ đô Hà Nội. Từ xa xa nhìn chung cư mọc lên như nấm ha. Đó, chung cư quá trời. Đó, đây là quốc lộ thông thương. Đây còn trồng nông nghiệp à. Vùng ven huyện Gia Lâm. Cầu Phù Đổng nha anh chị, cầu Phù Đổng nằm trên quốc lộ 1A. Đó, dưới là trồng nông nghiệp, trồng chuối khá nhiều ha. Nhìn vào trung tâm Hà Nội quá trời cao ốc luôn chị, xa xa toàn cao ốc, cao ốc chung cư. Những cái tuyến đường quốc lộ này mới thấy sự xe cộ thông thương nhộn nhịp nè anh chị. Nhộn nhịp ha. Ven thủ đô các xe cộ thông thương từ các tỉnh đổ về thủ đô, đi ngang thủ đô. Thẳng là chúng ta về cầu Thanh Trì anh chị.
Hiệp rồi vào lúc gần 4 giờ chiều. Đó, đi thẳng lên cầu Thanh Trì. Mấy cái cầu cầu vượt đồ rất là to ha anh chị, chạy rất là to ha. Ở đây cái hướng lẽ phải là về Hải Phòng anh chị. Đây là nút giao, cái nút giao rẽ phải là chúng ta về Hải Phòng, đi thẳng là về trung tâm thủ đô Hà Nội. 4 giờ chiều, gần 4 giờ chiều, xe cộ lưu lượng trên quốc lộ cũng rất là nhộn nhịp. Rất là nhiều cái nút giao. Ở đây là cầu Gia Lâm, rất là nhiều nút giao trước khi vào thủ đô anh chị, rất là nhiều nút giao rất là to ha. Có những cái hướng có thể rẽ phải là về thành phố Hải Phòng, đi thẳng là Thanh Trì, Pháp Vân, Mỹ Đình, hoặc là rẽ vào cầu Vĩnh Tuy, Long Biên, Hải Phòng anh chị. Đi Hải Phòng, cái hướng đi Hải Phòng với cầu Long Biên. Ở đây là những cái nút giao rất là hiện đại ở ven thủ đô anh chị, rất là nhiều cái đường dẫn. Khi di chuyển các anh chị hãy nhìn hướng dẫn để lưu thông được đúng cái phần đường của mình. Rất là nhiều cái nút giao ha, rất là hiện đại ha, rất là nhiều đường luôn. Ở trên là cao tốc Hà Nội Hải Phòng anh chị, cái đường ở trên chạy về Hải Phòng đó là đường cao ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Xe cộ thông thương các thành phố xung quanh thủ đô về thủ đô rất là nhộn nhịp vào lúc 4 giờ chiều, gần 4 giờ chiều anh chị. Xe cộ rất là nhộn nhịp ha, rất là nhộn nhịp anh chị. Chị thông qua video anh chị cảm nhận nha, cảm nhận về độ nhộn nhịp vào lúc buổi chiều tại quốc lộ hướng về trung tâm thủ đô Hà Nội. Chúng ta đang có mặt ở quốc lộ để hướng lên cầu Thanh Trì. Xe cộ nối đuôi lên cầu. Khúc này là xe máy chạy riêng, cái lai bên ngoài
Đây là cầu Thanh Trì gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha, cầu Thanh Trì. Tình hình thông thương hàng hóa rất là nhộn nhịp. Xe cơ giới, ở trong là hai làn xe máy nha anh chị, cách nhau bởi con đường cứng. Cầu Thanh Trì cũng rất là dài, chiều dài cơ sở là hơn 3.000m anh chị. Xa xa bắt rau là các cao ốc tại thủ đô Hà Nội anh chị, rất là nhiều luôn. Dài quá anh chị. Cầu dài đó, trên đây rất là gió ha, gió rất là mạnh ha. Nhìn xuống sông anh chị, giao ở dưới cũng giao thương hàng hóa, giao thương hàng hóa chở các vật liệu xây dựng cát rồi anh chị. Đó, nhìn ngắm khung cảnh từ cầu Thanh Trì nha, nhìn vào trung tâm thủ đô Hà Nội nha anh chị. Nhìn thủ đô Hà Nội rất là đẹp ha, một thành thành phố rất là nhộn, gọi là nhịp cao ốc, rất là nhiều cao ốc. Hôm nay cũng gửi đến cô chú anh chị những thước phim từ khu vực vùng ven thủ đô Hà Nội, đặc biệt là giáp ranh giữa thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và khu vực huyện Gia Lâm ở thủ đô Hà Nội, dạng vùng ven anh chị, hai chỗ xã Phú Đổng vào khu vực trung tâm thủ đô. Anh chị nhiều năm xa quê chưa về lại khu vực vùng ven thủ đô Hà Nội thì thông qua video cũng đỡ nhớ quê nhà hơn anh chị. Em đang có mặt ở cầu Thanh Trì, một cái cầu rất là dài để dẫn vào trung tâm thủ đô Hà Nội anh chị. Chạy nãy giờ chưa hết cái cầu luôn. Xe cộ vào lúc 4 giờ rồi, lúc này là 4 giờ rồi, 4 giờ chiều anh chị. 4 giờ chiều xe cộ thông thương rất là nhộn nhịp. Hôm nay các chị nhìn ngắm sự thông thương của quốc lộ 1A ở khu vực phía Bắc nha anh chị. Quá nhộn nhịp ha. Rồi, chuẩn bị xuống dốc cầu ha. Xuống
dốc cầu thôi. À, xuống dốc cầu thì hạ xuống tốc độ 30 km/h nha, có bảng à, có bảng rất là cao ha, cái dốc nè, cái dốc rất là cao. À, xuống dốc rất là cao anh chị. À, xuống dốc rất là cao ha. Trên nè, ở trên nè, ô tô chạy trên, xe máy chạy dưới nè ha, xe máy phải xuống dưới nè. Ở đây qua khu vực quận Hoàng Mai rồi anh chị. Đó, khu vực quận Hoàng Mai nha anh chị. Đó, bên kia cầu là khu vực huyện Gia Lâm, đây là quận Hoàng Mai, Lĩnh Nam anh chị, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Đó. Rối hả anh chị, lúc này chạy hơi rối nè. Chạy theo đường vành đai đi chứ, chạy theo đường vành đai đi, chỉ hơi rối à. Em không rành đường ngoài Hà Nội nhiều lắm anh chị. Không, chạy nhầm là vô đường vành đai nè, chạy đường vành đai đi, vành đai ba ha. Đó, những cái khúc giao ở ngoài các đường vành đai rất là nhiều đường, mình hay bị rối anh chị, thấy không, chạy hơi bị rối ha, phải nhìn bảng hướng dẫn. Trên là đi vào cao tốc rồi, cao tốc vành đai ba thành phố Hà Nội, đường ô tô. Nhiều đường chạy hơi rối ha, em cũng chưa rành đường ở ngoài khu vực thủ đô lắm, em mới đi vài lần thôi, chưa rành lắm. Ở đây dạng như đường vành đai ba anh chị, vành đai ba ha. Đầu có nhiều chung cư rồi, nhiều chung cư rồi nè. Đó, chung cư Gamuda, đó, chung cư Gamuda ở quận Hoàng Mai ha. Rành lắm ha. Ở đây là cái chung cư, một chung cư ở quận Hoàng Mai ha. The Gen Riverside ở đường Đỗ Mười. Bây giờ thủ đô Hà Nội rất là nhiều chung cư luôn. Rất là nhiều chung cư luôn anh chị. Xe cộ tấp nập ha. Đây, đó là một số hình ảnh về khu vực từ vùng ven dẫn vào trung tâm thủ đô qua các tuyến đường vành đai.
qua cầu Thanh Trì anh chị. Đó, ở đây cũng rất là nhiều chung cư nè anh chị, rất là nhiều chung cư nha. Đó, thôi video về khu vực vùng ven vào trung tâm, dẫn vào trung tâm thủ đô Hà Nội cũng đến đây là kết thúc nha anh chị. Mong cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.